Và khi chúng ta bị nấm ấy thì muối lại là một cái chống chỉ định, bởi vì là muối sẽ làm giữ nước và làm tăng cái tình trạng bị nấm lên nặng hơn. Xin chào tất cả các bạn, mình là bác sĩ Dương đến từ phòng khám Đông y Tuệ Y Đường. Ở video trước, bác sĩ Dương đã chia sẻ với các bạn về tình trạng viêm nhiễm phụ khoa. Thì video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái phương pháp điều trị viêm nhiễm phụ khoa tại nhà rất là hiệu quả và hữu ích. Xin mời các bạn cùng xem nhé. Để điều trị bệnh viêm nhiễm phụ khoa tại nhà thì thường các chị em phụ nữ sẽ sử dụng các loại thảo dược an toàn và lành tính. Và để sử dụng các loại thảo dược này một cách hiệu quả nhất thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu viêm nhiễm phụ khoa theo Đông y sẽ là như thế nào nhé. Theo Đông y, bệnh viêm nhiễm phụ khoa còn được gọi là chứng đới hạ. Nguyên nhân có thể do trung khí bất túc, đàm thất, can uất, tỳ hư, thận hư, vân vân. Nói một cách đơn giản thì có thể hiểu là những cái tổn thương về mặt sinh lý nữ có thể do tác nhân bên ngoài hoặc là do cái yếu tố bên trong cơ thể mình gây ra. Và để điều trị căn bệnh này thì chúng ta cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân và điều trị từ tận gốc thì sẽ có hiệu quả nhất. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu cái nguyên tắc điều trị bệnh viêm nhiễm phụ khoa theo Đông y sẽ như thế nào. Thì theo Đông y, điều trị rất là đơn giản, hư ở đâu thì bổ ở đấy, thực ở đâu thì tả ở đấy. Chính vì thế, chúng ta cần phải kết hợp giữa thuốc uống bên trong và thuốc bổ bên ngoài để có thể điều trị tận gốc. Chính vì điều trị tận gốc như thế nên khả năng điều trị bằng Đông y thì cái tình trạng viêm nhiễm phụ khoa tái phát rất là ít. Để điều trị viêm nhiễm phụ khoa tại nhà thì các bạn rất là khó khăn việc sử dụng thuốc uống, vì không ai có thể tự ra mình cái đơn thuốc để dùng được. Vì thế các bạn nên đi gặp bác sĩ. Còn nếu như mà sử dụng các thảo dược lành tính xung quanh thì bác sĩ Dương sẽ giới thiệu một số những thảo dược rất là đơn giản, có thể dễ kiếm và dễ sử dụng. Đầu tiên là lá trầu không. Lá trầu không thì gần như là ai cũng biết rồi. Đây là một cái dược liệu rất là dễ kiếm, dễ tìm. Trong cái bản thân lá trầu không ấy thì có tính kháng khuẩn, kháng viêm rất là cao. Vì thế nên là thường sử dụng để điều trị các bệnh viêm nhiễm ngoài da hoặc là viêm phụ khoa. Cách sử dụng như sau. Chúng ta sẽ lấy 2 đến 3 lá trầu không, có thể bò nát, hòa với nước nóng và để nguội và rửa. Cách thứ hai là chúng ta cho 2 đến 3 lá trầu không rửa sạch, đun sôi, đợi nguội và chắt ra để sử dụng. Một số lưu ý khi mà các bạn sử dụng lá trầu không thì là các bạn thường xuyên sử dụng lá trầu không với nồng độ cao và liên tục. Chính vì thế là tình trạng viêm của các bạn thường là bị tăng lên hoặc là nặng hơn. Nên là các bạn nên sử dụng đúng liều và thời gian không được liên tục, một tuần có thể 2 đến 3 lần là được rồi nhé. Thảo dược thứ hai đấy là lá trà xanh. Trong trà xanh thì có rất là nhiều tính kháng viêm và có tan anh, nên là điều trị các bệnh viêm nhiễm phụ khoa rất là tốt. Chúng ta có thể sử dụng lá trà xanh liên tục hoặc là 2 đến 3 lần một tuần. Cách sử dụng như sau. Chúng ta mua lá trà xanh về và rửa sạch để khô, sau đó đun sôi với lại nước để nguội và rửa vùng kín của mình. Tuyệt đối không được thụt rửa phần phía bên trong. Sử dụng như thế một tuần 2 đến 3 lần. Điều lưu ý là chúng ta cần phải lựa chọn lá trà xanh sạch, không có thuốc sâu, không có chất bảo quản. Thứ ba là sử dụng nước muối loãng. Muối thì ở trong gian bếp chị em phụ nữ ai cũng sẽ có. Cái loại muối được sử dụng ở đây là muối khổ hoặc là muối tinh, không phải là muối bột canh đâu nhé. Cách sử dụng ở đây, chúng ta sẽ dùng 9g muối hòa với lại 100ml nước ấm để nguội, sau đó thì để dùng rửa vùng kín một cách nhẹ nhàng từ trước ra sau. Điều đặc biệt là chúng ta không nên sử dụng với muối với nồng độ quá là cao, có thể gây khô rát. Và khi chúng ta bị nấm ấy thì muối lại là một cái chống chỉ định, bởi vì là muối sẽ làm giữ nước và làm tăng cái tình trạng bị nấm lên nặng hơn. Thứ tư đấy là lá bàng. Lá bàng thì có tính kháng khuẩn, kháng viêm rất là tốt, nên là điều trị cái tình trạng mà viêm nấm mãn tính ấy khá là hiệu quả. Cách sử dụng đấy là chúng ta sử dụng 2 đến 3 lá bàng tươi, bó nát, rửa sạch, sau đó thì đun với nước sôi khoảng tầm 2 đến 3 lít nước, sau đó để nguội và rửa vùng kín của mình. Điều lưu ý khi mà sử dụng lá bàng đấy là chúng ta sử dụng lá bàng sạch và tươi. Thứ năm đấy là lá diếp cá. Đây là một loại thảo dược khá là đặc biệt. Chúng ta có thể vừa xay ra để lấy nước uống, kết hợp với lại ngâm rửa sông bên ngoài. Vì bản chất của lá diếp cá có tính kháng viêm rất là tốt. Khi mà uống ấy có thể thanh nhiệt, tiêu viêm vùng kín, đồng thời bên ngoài cũng có tính tiêu viêm. Điều lưu ý khi mà sử dụng lá diếp cá đấy là lá diếp cá có tính khá là lạnh. Vì thế những cái bạn mà tỳ vị hư hàn hoặc là người lạnh ấy thì không nên sử dụng quá nhiều. Tất cả những cái loại thảo dược mà bác sĩ Dương đã kể bên trên ấy thì rất là lành tính và an toàn. Tuy nhiên, chỉ điều trị các bệnh viêm nhiễm phụ khoa khi mà ở giai đoạn còn nhẹ. Còn nếu trường hợp nặng hơn thì các bạn nên đi khám phụ khoa ở những cái cơ sở uy tín, an toàn. Và các bạn có thể đến 166 Nguyễn Xiển, Tuệ Y Đường để thăm khám. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi gì về phụ khoa, nam khoa, da liễu hay cơ xương khớp, các bạn có thể comment xuống bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp tới số 0789 503 555 để được hỗ trợ kịp thời. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại!